Thưa quý vị và các bạn, một vụ án gây chấn động dư luận đã xảy ra vào sáng nay tại trụ sở của tỉnh ủy Yên Bái, khi mà chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái dùng súng bắn chết bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái trước khi tự sát ngay tại chỗ. 14 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay thì lãnh đạo tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, khoảng 7 giờ sáng nay, Tri Cục trưởng Kiểm Lâm Đỗ Cường Minh đã đến phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường dùng súng quân dụng K-59 bắn vào người ông Cường. Sau đó ông Minh di chuyển sang phòng của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn cách đó khoảng 150 mét, dùng súng bắn ông Tuấn, hung thủ sau đó bắn vào đầu tự sát. Các nạn nhân ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Yên Bái. Bộ y tế đã cử một đoàn bác sĩ từ bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai lên hỗ trợ, nhưng đến trưa nay cả hai nạn nhân và nghi phạm đều không qua khỏi. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định vụ việc không liên quan gì đến việc tổ chức bộ máy biên chế cán bộ xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc ngay trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có mặt tại hiện trường ngay trong buổi sáng để chỉ đạo xử lý vụ việc thủ tướng có nêu rõ yêu cầu lớn nhất là bình tĩnh đoàn kết giữ vững mọi hoạt động quản lý điều hành bình thường của hệ thống chính trị yên bái tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu gây mất ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội bên cạnh đó yên bái cũng cần phải hỗ trợ chăm sóc và bảo đảm an toàn cả về tính mạng sức khỏe cho thân nhân và gia đình các đồng chí bị nạn và cả thân nhân đối tượng gây án ổn định dư luận xã hội xung quanh vụ việc này